DKA xin chào. Dạ, lời đầu tiên Linh xin gửi lời chào trân trọng đến ban lãnh đạo, quý đối tác cùng toàn thể 1.200 sale hệ thống phân phối của Kadia Quy Nhơn. Người ta có 500 anh em lên tới 1.200 anh em lận. Các anh chị ơi, mình thấy dự án mình đẹp không? Mình thấy thiết kế đẹp không? Vị trí đẹp không? Còn bên đây? 10 điểm. Vậy với vị trí dự án của mình là số 1, thiết kế đẹp, được vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế bởi tập đoàn Centara, được xem là một biểu tượng mới tại thành phố Quy Nhơn, thì chúng ta có gì? Chúng ta chỉ có 840 sản phẩm. 840 sản phẩm này tại KDA Quy Nhơn, các bạn có tự tin quét sạch không ạ? Và để quét sạch được 840 căn này, chúng ta sẽ có 3 giai đoạn bán hàng. Theo lộ trình triển khai, Linh xin đại diện DKA xin chia sẻ thêm sâu về lộ trình triển khai và chính sách bán hàng. Thì theo lộ trình triển khai, chúng ta sẽ chia làm 3 nhịp. Nhịp đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày 28 tháng 6 với số lượng là tầm khoảng 40% sản phẩm tới ngày mở bán đợt 1, đó là ngày 24 tháng 7. Và nhịp 2 là từ ngày 24 tháng 7 tới ngày 15 tháng 9, số lượng là 30% sản phẩm. Và đợt cuối cùng chúng ta sẽ quét sạch trước ngày 15 tháng 11, được không ạ? Và để quét sạch được 840 căn này, chúng ta cần biết chúng ta có gì. Thì Linh sẽ đi sâu vào trong thông tin chính sách dành cho khách hàng. Đầu tiên chúng ta sẽ đi qua chính sách dành cho khách hàng. Với phương thức thanh toán chuẩn, là đợt đầu tiên là thanh toán dự kiến là ký hợp đồng mua bán vào tháng 7 năm 2022 là thanh toán 15%. Tiếp theo 4 tháng chúng ta sẽ thanh toán tiếp 20%. Và 6 tháng sau nữa chúng ta sẽ thanh toán tiếp 15%, có nghĩa là từ lúc ký hợp đồng mua bán cho tới từ lúc ký hợp đồng mua bán cho tới cái lúc mà thanh toán tiếp theo đợt sau 10 tháng là 15%, và tiếp theo các đợt sẽ thanh toán cho tới tháng 1 năm 2025 thì chúng ta sẽ nhận bàn giao nhà. Ngoài ra là để tính theo tỷ lệ thanh toán chuẩn, chúng ta còn có một phương án khác, đó là phương án vay vốn ngân hàng. Thì đối với dự án của mình thì ngân hàng VPBank sẽ tài trợ vay vốn từ 65%. Khoảng 65% này sẽ được thanh toán như thế nào, giải ngân như thế nào? Thì khách hàng mua dự án sẽ thanh toán 15% đợt 1 vào thời điểm ký hợp đồng mua bán, và tiếp theo đó các đợt giải ngân của ngân hàng VPBank cho tới tận khoảng 16 tháng sau thì khách hàng mới thanh toán đợt tiếp theo là 5%, và tiếp theo đó nữa là tới thời điểm nhận bàn giao nhà, khách hàng sẽ thanh toán tiếp 25%. Các đợt thanh toán này sẽ đối ứng tương đương với các tiến độ xây dựng của dự án. Và ưu đãi đầu tiên dành cho khách hàng đó là chương trình hỗ trợ tài chính. Đối với chương trình hỗ trợ tài chính này là lãi suất 0% trong vòng 27 tháng và được ân hạn nợ gốc. Có nghĩa là khách hàng chỉ thanh toán có 15% và sau đó là tới đợi tới khoảng 27 tháng sau thì mới thanh toán nợ gốc và thanh toán lãi của ngân hàng thôi. Ưu đãi thứ hai là dành cho khách hàng mua sỉ, là khách hàng mua từ 2 đến 3 căn sẽ được chiết khấu 1%, khách hàng mua từ 4 đến 6 căn được chiết khấu 2%, và khách hàng mua từ 7 căn trở lên sẽ được chiết khấu 3%.
đặc biệt hơn, đối với lại dòng sản phẩm căn hộ du lịch thì chúng ta sẽ không thể thiếu được cái chương trình chia sẻ lợi nhuận. Đây là cái con số mà các chủ sở hữu sẽ mong muốn được biết trước khi sở hữu căn hộ của mình. Đó là tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận khi đưa vào vận hành. Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận này sẽ tính trên là doanh thu trừ đi chi phí sẽ ra cái phần lợi nhuận, và với tỷ lệ chia sẻ là 90% dành cho chủ sở hữu. Và với tiếp theo là ưu đãi thứ ba, đó là chia sẻ kỳ nghỉ. Thì đối với loại hình căn hộ du lịch này chắc chắn là không thể thiếu được cái phần chia sẻ kỳ nghỉ lại cho chủ sở hữu. Mỗi một năm như vậy, chủ sở hữu sẽ được chia sẻ 15 đêm nghỉ dưỡng tại dự án KDL Quy Nhơn. Ngoài ra, nếu như chủ sở hữu đã mua căn hộ của mình rồi thì còn được hỗ trợ chi phí tham quan dự án 10 triệu đồng. 10 triệu đồng này sẽ được trừ vào giá bán. Chưa tới phần đó, lỡ bấm. Các bạn ơi, đợt vừa rồi có phải là chúng ta vừa trải qua dịch bệnh, và cái vấn đề chúng ta lo lắng không phải là về sản phẩm, nhưng chúng ta lo lắng về vấn đề là trong thời gian khi mà dự án mình đưa vào vận hành hoạt động, có phải là liên quan tới lợi nhuận, liên quan tới vận hành không? Có sợ là khách du lịch chưa kịp quay trở lại thì khách hàng mua xong đầu tư chưa kịp có lợi không? Đúng không? Đúng không? Ok. Như vậy, hiểu được cái mối lo ngại đó của khách hàng thì phòng kinh doanh dự án và chủ đầu tư có một chương trình đặc biệt dành cho các chủ sở hữu của những căn đầu tiên của KDA Quy Nhơn. Đó là chương trình cam kết hợp tác khai thác trong vòng 2 năm đầu tiên. Đối với lại căn hộ studio thì sẽ cam kết là 16 triệu đồng một tháng. Nghĩa là trong vòng 2 năm, chủ sở hữu sẽ nhận được 384 triệu đồng. Đối với lại căn hộ 2 phòng ngủ thì số tiền cam kết là 22 triệu mỗi tháng. Vậy là quy ra sẽ được là 528 triệu đồng. Đối với lại căn 2 phòng ngủ căn gốc là căn diện tích lớn sẽ được cam kết là 672 triệu đồng, tương đương với lại 28 triệu đồng một tháng. Cả nhà ơi, với cái chính sách như thế này, với 6 chương trình ưu đãi đặc biệt như vậy dành cho khách hàng, các bạn đang nghĩ rằng căn hộ du lịch KDA Quy Nhơn giá bao nhiêu thì được? 100 triệu một mét vuông. Và đây, cái giá dự kiến của chúng ta sẽ là 3,5 tỷ đồng cho căn một phòng ngủ, căn studio. Thì giá này là giá có trên, có dưới, sẽ có những căn thấp hơn một tí, sẽ có những căn cao hơn một tí. Vì vậy là đối với 3,5 tỷ một căn, chúng ta có tự tin bán được không ạ?